Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Tình hình mưa lũ tại huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy đã có hơn 5.400 hộ dân đã bị nước tràn vào vườn, hơn 860 hộ đã bị nước tràn vào nhà, 8 trường học bị ngập nước, hàng chục hecta hoa màu bị nhấn chìm. Hiện nay thì các xã vùng hạ du vẫn đang bị ngập sâu, có nhiều nơi nước ngập vào nhà từ 1 đến 2 mét. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Hiện tôi đang có mặt tại xã Hà Linh, địa phương vùng hạ du của huyện Hương Khê. Chính vì vậy, đến thời điểm hiện nay thì nước lũ ở đây vẫn còn dâng rất cao. Các đường lối trong thôn xóm vẫn bị ngập sâu khoảng chừng 1 mét. Phương tiện duy nhất có thể di chuyển ở đây là thuyền, bị cô lập trong vùng nước lũ. Thế nên đời sống của người dân ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê vẫn đang ngập hơn 1 mét. Chồng đi xa nên một mình chị xuyên đêm chạy lũ, mặc kệ đồ đạc bị lũ nhấn chìm. Do bị cô lập trong lũ lụt, mọi sinh hoạt của mẹ con chị rất khó khăn. Nước lên nhanh thì chắc ba mẹ con ở nhà thì em cũng dọn được một ít đồ. Con mà dọn được cái gì quan trọng thì mình đưa lên, con mà cái gì mà nặng nề quá thì mình bỏ cho ngập cũng được. Con ăn uống thì mình có gạo, chứ mà con rau đây thức ăn thì đường ngập mình đi mua được. Đã gần 70 tuổi, nhưng từ chiều qua đến nay, bà Nguyễn Thị Hiên chưa được nghỉ ngơi. Cả ngày dầm mình trong nước để kê kích, dọn dẹp đồ đạc, khiến bà kiệt sức. Điều khiến bà lo hơn là sinh kế sau lũ, bởi toàn bộ hoa màu của gia đình đã bị xóa sổ. Cái hoa màu cái lụt lội thì nó hết thiệt hại nữa, thế chứ. Nghỉ cái giai đoạn này sao, nếu không biết đây lụt ra, nếu biết lấy gì mà ăn. Đến nay, nước lũ tại vùng Thượng Du, huyện Hương Khê đã rút, nhưng các xã vùng Hạ Du như Điền Mỹ, Hà Linh, Lộc Yên vẫn đang bị cô lập. Hàng trăm ngôi nhà vẫn đang bị ngập sâu, hàng nghìn gia đình đang sống trong cảnh mất điện, mất nước. Tập trung hỗ trợ bà con, nước rút đến đâu thì sẽ tập trung khắc phục đến đó, nhất là các công trình như trường học, trạm y tế, rồi các cái nhà văn hóa của các thôn xã bị ngập. Đồng thời thì chỉ đạo để bà con nhân dân những cái hồ bị ngập lụt để sớm ổn định về điều kiện cuộc sống. Tính đến nay, lũ lụt tại huyện Hương Khê đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã cho hơn 22.500 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài cùng với thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến nhiều địa phương tại Hà Tĩnh như Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tài sản bị hư hại. Và trong sáng nay, lượng mưa đã giảm, nước bắt đầu rút, người dân ở nhiều khu vực vẫn đang chật vật để khắc phục hậu quả. Ghi nhận tại huyện Hương Khê, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong lũ lụt. Từ đêm qua, nước lũ bắt đầu rút. Nhiều nhà dân ở vùng rốn lũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Dù đã có sự chuẩn bị, nhưng do nước lũ lên quá nhanh, nên rất nhiều vật nuôi, hàng hóa, thiết bị điện bị cuốn trôi, hư hỏng. Hai vợ chồng bắt đầu dọn cho đến khi 12 giờ đêm là kiệt sức rồi, là làm kịp nữa là thổ đô lề trong nhà là ướt hết. Nước đến nhanh quá là bọn em kịp dọn. Hai trường mầm non và tiểu học xã Hương Đô, huyện Hương Khê, phòng học đều bị ngập sâu hơn 1 mét, bùn đất phủ kín nền nhà, bàn ghế, nhiều vật dụng học tập cũng bị ngâm nước. Một số giáo viên thì nhà xá, trên tuyến đường đi lại được còn đang ngập lụt, rồi là cũng như là một số phụ huynh là cũng vận động họ đến cùng giúp các cô được, vì là gia đình phụ huynh cũng là ở đấy cũng ngập lụt nhiều. Đến nay, lượng mưa tại Hương Khê đã giảm, nước lũ cơ bản đã rút. Tuy nhiên, còn một số xã ở vùng hạ lưu của thủy điện Hố Hô vẫn bị chia cắt cục bộ. Có 3 cầu qua sông Ngàn Sâu, quốc lộ 15A, đoạn qua xã Hương Đô, đường huyện lộ 6, huyện lộ 2 vẫn chưa thể lưu thông. Đến thời điểm hiện tại thì nước lũ tại Hương Khê đã rút rất nhanh. Người dân đang tập trung cho việc khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng tại một số địa phương như Hà Linh, Điền Mỹ, Hương Đô, một số tuyến đường vẫn bị ngập sâu, dẫn tới tình trạng chia cắt cục bộ. Việc đi lại của người dân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê cho thấy, đến thời điểm này, mưa lũ đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích, 460 nhà dân bị ngập, nhiều công trình hạ tầng bị sói lở hư hỏng.
Hiện chính quyền cùng người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn kéo dài, chiều tối qua, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt cục bộ. Đặc biệt ở khu vực phường Đồng Phú, phường Đồng Sơn, nước ngập từ 30 đến 50cm. Các tuyến đường Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hữu Nghị, Nguyễn Thái Học ngập từ 20 đến 30cm. Lượng mưa đo được tại thành phố Đồng Hới trong khoảng từ 2 đến 3 giờ đồng hồ, khoảng 150mm, có nơi đến 200mm. Mưa lớn, hệ thống thoát nước không đáp ứng kịp đã khiến ngập cục bộ kéo dài. Tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, nhiều khu dân cư nước dâng cao. Người dân đã phải kê cao đồ đạc và thậm chí phải sơ tán. Đến sáng nay, dù nước đã rút nhưng còn chậm. Nếu mưa lớn vẫn còn kéo dài thì nguy cơ ngập lụt ở các khu vực vùng trũng của thành phố Đồng Hới sẽ còn tiếp diễn. Thưa quý vị và các bạn, trong tối qua, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kịp thời ứng cứu 9 công nhân bị nước lũ cô lập khi đang thi công cầu Sơn Lập thuộc địa phận giáp ranh giữa hai xã Việt Tiến, Thạch Hà và Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Theo đó, sau khi nhận được tin báo của đơn vị thi công cầu Sơn Lộc thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam về việc 9 công nhân bị cô lập do nước dâng cao, lực lượng công an và quân đội tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí 2 cano tiếp cận khu vực lán trại nơi có các nạn nhân bị cô lập. Do lũ thượng nguồn đổ về nhanh, nước dâng cao chảy xiết nên việc cứu hộ cứu nạn gặp không ít khó khăn. Đến gần 20 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa 9 công nhân về nơi tránh trú an toàn. Thưa quý vị, suốt đêm hôm qua, hàng trăm công nhân thuộc công ty cổ phần đường sắt Nghị Hà Tĩnh đã phải dầm mưa lũ để khắc phục sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. Mưa lớn cũng như nước lũ sông Ngàn Sâu dâng cao khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Những khối đá hộc liên tục được vận chuyển đến các điểm sạt lở. Hơn 120 công nhân được chia làm 2 ca làm việc suốt đêm để sớm thông tuyến đường sắt. Khó khăn lớn nhất đấy là có cái điều kiện thời tiết không thuận lợi, có rất nhiều cái trời vẫn đang tiếp tục mưa và cái mực nước sông Ngàn Sâu đang tiếp tục dâng lên, thì đó là ảnh hưởng về công trường thi công. Cái thứ hai là cái điều kiện là ban đêm nên cái ánh điện ánh sáng là rất không đảm bảo. Hiện một đoàn tàu như SE3 đã phải tạm ngưng chạy do sạt lở đất. Một số đoàn tàu khác buộc phải trung chuyển hành khách từ ga Yên Trung, huyện Đức Thọ sang ga Hòa Duyệt và ngược lại. Các hành khách đã được bố trí ghế ngồi, ăn uống chu đáo để tiếp tục hành trình. Ở nhà ga và nhân viên trên tàu đã hướng dẫn chúng tôi rất chu đáo, nhiệt tình và cấp cho chúng tôi mỗi người một cái áo ni lông để đề phòng mưa gió và đồng thời đã phân công các nhân viên của trên toa cũng như các ga là đón chúng tôi rất nhiệt tình. Đưa đón tôi lên xe, đón xe và xếp hàng rất là chú đáo. Chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng trong đơn vị cùng với các đơn vị trong khu vực để mà tổ chức hỗ trợ bốc xếp hành lý cho hành khách từ là ô tô lên đến toa tàu và từ toa tàu xuống ô tô một cách được thuận lợi nhanh chóng. Điều đáng lo ngại là đất đá đã bão hòa sau nhiều ngày mưa lớn nên tình trạng sạt lở đất vẫn đang diễn ra. Điểm sạt lở ta luy âm lại nằm sát bờ sông Ngàn Sâu chảy xiết nên rất nguy hiểm cho công nhân trong quá trình khắc phục sạt lở. Theo dự kiến phải mất từ 2 đến 3 ngày nữa mới có thể khắc phục xong các vị trí bị sạt lở trên tuyến đường sắt này.